Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop mình quay clip này để giới thiệu với tất cả các bạn về bộ kem Hồng Kông màu cam nhé. Trước hết thì mình xin giới thiệu với các bạn về cái hình thức mẫu mã bên ngoài của sản phẩm. Bên ngoài của bộ màu cam thì nó có màu cam như thế này. Các hoa văn rất là rõ nét. Óng ánh 3D rất rõ nét các bạn nhé. Đấy, mình nghiêng qua nghiêng lại này. Các bạn thấy óng ánh 3D rất là rõ nét. Hình cô gái cũng rất là sắc nét. Phía đằng sau hộp này. Phía đằng sau hộp là có ghi, có mã vạch, có thông tin về sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng rất là chi tiết. Hạn sử dụng ghi chữ nhỏ, có chữ chung ở đây, rất là chi tiết sắc nét nhé. Hàng này mình nhập trực tiếp bên Đài Loan Trung Quốc về các bạn. Yên tâm nhé, hàng chính hãng, nhập trực tiếp bên Đài Loan Trung Quốc về. Mình có giấy hóa đơn. Đấy, có hóa đơn nhập hàng rất là đầy đủ. Có hóa đơn nhập hàng bằng tiếng Trung này, rất là đầy đủ, rõ ràng. Không, mình không có bán mấy hàng trôi nổi, hàng giả, hàng nhái của bên Việt Nam làm nhái lại đâu nhé. Hàng này hàng chính hãng của bên Đài Loan, bên Trung Quốc mình nhập về đấy. Các bạn cứ yên tâm mua hàng bên shop mình là có hàng chuẩn, hàng chính hãng. Không, yên tâm không bao giờ có hàng giả, hàng nhái đâu. Ở phía bên trong hộp này, phía bên trong hộp thì cũng có hình cô gái giống như bên ngoài đấy các bạn nhé. Cái này giống như bên ngoài đây này. Cũng óng ánh 3D, y xì cái vỏ bên ngoài. Ngay cả cái chữ này nó cũng đẹp, cũng sắc nét. Bên trong hộp thì có 5 sản phẩm. Đây là cái hướng dẫn sử dụng ghi rất là chi tiết này. Còn cái test thử này thì nó chỉ có 2 thôi chứ nó không có 3 như là bộ màu hồng đâu các bạn nhé. Nhiều bạn cứ tưởng mình gửi thiếu, không phải đâu. Bên trong thì có 5 sản phẩm này. Kem ngày, kem đêm, sữa rửa mặt, kem chống nắng và serum. Thì cái bộ kem Hồng Kông này nó mới ra. Nó ra sau cái bộ trước tiên là cái bộ đời đầu là cái bộ kem Hồng Kông xanh, sau đó là đến bộ hồng. Còn bây giờ mới nhất là cái bộ cam này. Bộ cam này nó có bước cải tiến rất là nhiều so với bộ xanh cũng như là bộ hồng. Vì vậy mà được rất là nhiều chị em Việt Nam ưa chuộng và khen ngợi rất là nhiều. Nó khác ở cái bộ xanh và bộ hồng là ở cái tiếp kem chống nắng đây này. Cái tiếp kem chống nắng này các bạn này. Cái tiếp kem chống nắng này nó không ở dạng nén. Nó không ở dạng nén như là cái bộ hồng. Mà nó ở cái dạng lỏng. Ở bộ hồng thì nó ở cái dạng nén nha. Bộ hồng thì các bạn xài các bạn cũng biết rồi đúng không? Chắc mình không cần phải 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 đưa ra nữa. Còn cái này là nó ở dạng lỏng các bạn này. Mình xịt. Đó, nó ở dạng lỏng. Nó ở dạng lỏng các chị em thoa lên trên da. Rất là dễ tan. Dễ tan, dễ thấm. Và đặc biệt là phù hợp với những chị em mà có làn da dầu. Da rất là nhiều dầu. Bóng nhờn, lúc nào cũng bóng nhờn là các chị em xài cái bộ cam này vì cái kem chống nắng này nó phù hợp với những chị em mà có làn da dầu nhá. Mình test thử trên tay mình cho các bạn thấy này. Cái kem chống nắng này thì có tác dụng là chống lại các tia tử ngoại UVA, UVB. Và đồng thời nó cũng là kem trang điểm luôn. Rất là tiện lợi cho chị những chị em mà đi đi chơi, đi dã ngoại rồi đi làm. Các chị em chỉ cần thoa kem chống nắng lên là cũng như trang điểm rồi. Đó các bạn thấy không? Mình thoa một chút lên là tay mình đã sáng rồi mà không có lộ vân kem. Rất là mịn, rất là dễ, không có lộ vân kem đâu. Còn chi tiết về cách sử dụng kem chống nắng như thế nào để bảo vệ làn da thì mình cũng có làm clip khác rồi, các bạn chú ý theo dõi nhé. Đây mình chỉ test thử cho các bạn thấy thôi. Đó. Da mình thuộc dạng ngăm ngăm chứ không có được trắng, đấy cái làn da của mình ngăm ngăm. Đó. Mình thoa lên là cái là đã thấy nó trắng hơn rồi. Nếu mà chị em nào mà muốn trắng hơn, muốn trắng hơn nữa thì chị em có thể thoa làm nhiều lần nhé. Các chị em không nên thoa một lần đâu. Không nên thoa dày bự một cục một lần. Đó, mà các chị thoa một lần rồi mà thấy chưa ưng ý. Thì các chị có thể thoa tiếp một lần nữa như thế này. Chứ không nên là bôi chát một cục bự thoa một lần đâu nhé. Đó, thoa một lần đầu tiên nó thấm rồi. Các chị thoa tiếp một lần nữa. Để cho nó trắng hẳn và cái tác dụng bảo vệ nắng của nó cũng tốt hơn. Mà nó cũng không gây bít da cho các chị đâu. Các chị thoa tiếp như thế này. Chứ các chị không nên lấy một cục bự. Không nên lấy một cục bự mà thoa luôn một lần như vậy đâu. Đấy các bạn thoa một lần thứ hai. Thoa tiếp một lần thứ hai là cái làn da của các bạn nó trắng hẳn. Mà rất là mịn. Không có lộ vân kem gì hết các bạn thấy không? Không có hề lộ vân kem gì hết. Đó. Đó là cái điểm ưu điểm nổi trội nhất của cái bộ kem Hồng Kông cam này so với cái bộ hồng và cái bộ xanh. Vì vậy mà rất là được nhiều chị em ưa chuộng nhé. Tiếp theo là mình xin giới thiệu đến cái kem ngày này nhé. Cái kem ngày của bộ kem Hồng Kông màu cam này thì được chiết xuất từ nhân sâm
bạch chuột, phục linh, ngọc trúc, mai đông, cam cúc, tây xuyên bôi, đương quy, ngọc trai. Rất rất là nhiều thành phần mình không có kể hết được. Phía bên trong này, phía bên trong nó có màu trắng sữa này, đặc sánh, mùi rất là thơm. Thơm mà thơm mùi hắc hắc á, thơm mùi thảo dược á. Hắc hắc rất là dễ dễ chịu chứ không có hắc quá đâu. Không bao giờ có cái mùi xà phòng thuốc tẩy đâu các bạn nhé. Các bạn chú ý điểm đặc biệt, các bạn ngửi chất kem là các bạn biết ngay. Bên ngoài thì nó có chữ đây cà rem này. Đó, bên ngoài nó có chữ đây cà rem. Ánh điện chói quá các bạn không thấy được. Còn đây là kem đêm. Kem đêm thì có thành phần là cúc vạn thọ, bột ngọc trai, xuyên khung, vitamin E, tinh dầu của cái cây lô hội và rất là nhiều cái thảo dược quý khác. Bộ kem đêm thì bên trong nó có màu cam đấy, cái màu giống như màu hoa cúc vạn thọ. Cũng rất là thơm, thơm thơm dịu và hơi hắc hắc mùi thảo dược chứ không có thơm gắt, mà cũng không phải là không có mùi gì đâu. Cái mà mua không có mùi gì đó là không phải đâu các bạn nhé. Bên ngoài thì nó có chữ night night cream, chữ tiếng Anh night cream. Hai cái hũ kem ngày kem đêm này thì có tác dụng là trị nám. Trị nám cho các bạn, loại bỏ các vết nám, bướm, nám chân sâu, nám do tuổi già, rồi những cái làn da mà bị cháy nắng lâu ngày á. Các bạn sử dụng cái kem ngày kem đêm này là nó sẽ có tác dụng làm cho làn da của các bạn trắng mềm, sáng bóng tự nhiên, loại bỏ cái nám và nó chống nhăn, chống chảy xệ cho các bạn nhé. Tiếp theo là cái sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này thì có thành phần là vitamin của axit cam thảo này, sinh tố nước ổi, vitamin E và rất là nhiều các cái thành phần khác. Nó có cái màu trắng, trắng kem. Có màu trắng kem các bạn nhé. Vừa phải, sánh vừa phải, không có lỏng quá, không có đặc quá này. Nó không phải là cái màu trắng tinh đâu các bạn, màu trắng kem nhé. Không phải cái màu trắng tinh như thế này đâu. Các bạn chú ý nhé. Và mùi cũng là mùi thơm của thảo dược. Các cái thành phần thảo dược trong đây người ta đã chế biến, chiết xuất ở dưới cái dạng phân tử nhỏ li ti. Phân tử nhỏ không có các hạt cát đâu, phân tử cực kỳ nhỏ và mịn, nó sẽ len lỏi vào các cái lỗ chân lông của các bạn để lấy đi hết những cái bụi bẩn cho các bạn mà không có làm khô da, bởi vì cái này nó rất là dịu nhẹ, nó không có tạo nhiều bọt đâu, bọt rất là vừa phải. Cái kem chống nắng thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi, kem chống nắng này nó có tác dụng cực kỳ tốt trong cái việc bảo vệ làn da của các bạn khỏi tia cực tím, tia UVA, UVB. Như các bạn biết đấy, tia UVA nếu mà nó soi vào làn da của chúng ta thì sẽ khiến cho da của chúng ta là bị lão hóa này, nhăn nheo, chảy xệ. Tia UVB cũng vậy, nó sẽ làm cho làn da của chúng ta bị nám sạm rất là nguy hiểm. Bởi vậy nên là các chị em phải xài kem chống nắng hàng ngày, không có được bỏ qua bước kem chống nắng nhé. Còn đây là cái chai serum mẫu mã rất là đẹp. Mẫu mã rất là đẹp này. Chai serum này thì có thành phần là tinh hoa bách thảo, chất của rễ cây dâu tằm và các cái thảo dược khác. Nó lỏng mà nó trong, nó rất dễ là thâm, rất dễ thấm vào da. Rất dễ thấm vào da các bạn nhé. Mình test thử lên đây cho các bạn thấy, bên kia nó có kem mất rồi. Nhanh lắm, các bạn chỉ cần chấm lên mặt, trán, mũi, má cằm một chút đó là nó tan ra, là nó ẩm ẩm này. Nó tan ra rất là nhanh, nó sẽ đi đều trên làn da của chúng ta rất là nhanh. Nó có mùi mùi thơm dễ chịu. Cái này nó sẽ có tác dụng là giữ ẩm cho làn da của chúng ta này, giữ ẩm này, se khít lỗ chân lông này, làm đều màu da này, cũng có tác dụng là dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta, bảo vệ làn da của chúng ta nhé. Và khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm như thế này thì các bạn chú ý là phải sử dụng đúng hướng dẫn và sử dụng hết cả năm sản phẩm này, không được bỏ một sản phẩm nào khác. Không được bỏ nhé. Trước hết thì buổi sáng thì các bạn rửa mặt này, sau đó là sẽ thoa serum, sau đó là sẽ thoa kem chống nắng. À quên, mình xin lỗi. Thoa serum, sau đó là thoa kem ngày rồi đến kem chống nắng. Còn buổi tối về thì các bạn rửa mặt, sau đó là thoa serum, sau đó là kem đêm. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn rửa mặt là các bạn phải để cho da của các bạn thật khô, khô hẳn đã, rồi các bạn mới bắt đầu đến thoa đến cái sản phẩm tiếp theo. Ví dụ các bạn rửa mặt xong để khô rồi các bạn để thoa serum, rồi các bạn thoa lên mặt, massage vỗ đều lên mặt cho khô hẳn đã, khô hẳn cái serum đã rồi các bạn mới đến kem ngày. Kem ngày các bạn cũng phải để khô hẳn cái lớp kem ngày đã rồi các bạn mới xài kem chống nắng. Chứ cái mặt của các bạn mà đang ướt
hay là cái lớp của sản phẩm trước này đang ướt mà các bạn đã chồng lên cái lớp sau thì nó sẽ làm giảm tác dụng của từng cái sản phẩm này, các bạn chú ý nhé. Và điều đặc biệt là cuối ngày thì các bạn nên tẩy trang cái lớp kem chống nắng này đi để tránh cái trường hợp mà bít tắc lỗ chân lông các bạn nhé. Tẩy trang cái lớp này đi, sau đó là các bạn cũng rửa mặt và làm như bình thường. Và một tuần thì các bạn nên xông mặt một lần nhé. Các bạn nên xông mặt một lần để cho lỗ chân lông của trên da chúng ta thông thoáng và nó kích thích cái sợi collagen của trên dưới da của chúng ta nó sản sinh và nó hoạt động mạnh mẽ, nó làm da làn da của chúng ta nó mềm mại và sáng bóng hơn nhé. Khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn nên kiêng những cái đồ cay nóng, chất kích thích, bia rượu, thuốc lá, cà phê gì đó các bạn kiêng hết nhé. Những cái gì mát tốt cho sức khỏe thì các bạn dùng nhé. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ với mình qua số điện thoại 0359 447 339. Mình sẽ tư vấn để các bạn lựa chọn cái sản phẩm cho phù hợp với làn da của các bạn nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.